108. Được, chúng ta sẽ đi. Chú à, 808 cái con số này là số hay đó. Tôi sẽ chạy đi. Tôi sẽ chạy đi. Gắn đứng gì đi, mục tiêu 808 sẽ xuất hiện ở thành công cơ. Anh em chuẩn bị, mục tiêu của mình là 808, over. Lên quán ăn lầu 4 chờ tôi đi. Tôi coi chìa khóa. 804, cảm ơn. Đến. Cảm ơn. Không sao. Ê, hay là xuống disco chơi đi, cũng được. Disco à? Đi chung nha. Đi chung với chúng tôi. À đúng vậy, tôi vắng mặt Hồng Kông hơn 10 năm rồi. Hôm nay để tôi đãi nha, có được không ạ? Bộ anh tưởng anh là Hồng Cường sao? Tôi nghĩ ra anh thiệt là giống một người đó. Anh giống một giả nhân ở trong phim Đại Chiến Tinh Cầu đó. Quỳ chị. Cô à, cô cũng lọt 8 hả? Tôi cũng vậy. Tôi không về Hồng Kông 10 năm rồi. Thấy cô quen mặt quá à. Vậy sao? Cô không giống người Hồng Kông. Người Hồng Kông phải ra thế nào hả? Khó nói lắm đó. Hay là vậy nha, mình kết bạn đi. Thì bảo bích thích chỗ này ngon lắm. Mình ngồi xuống vừa ăn vừa kể nha. Vậy tôi hẹn gặp cô ở quán ăn nha. Được, 8 giờ tối nay gặp ở quán ăn đi. Ok, bye bye. Vậy thì cũng đỡ mất mặt chứ hả? Cảm ơn. Alo. Alo, người đẹp hả? Con bố trai phòng chuyện gì? Giờ tôi có gọi tặng cho con. Đi qua phòng cô nha. Ok, bye bye. Alo. Cô cảnh sát, giải tán. Chuyện gì vậy? Mày muốn lấy giấy khai tự hả? Anh làm gì đó? Không có gì. Phải là anh không? Anh không. Đi cá mập phải không? Ờ, không phải. Chị Thanh, chị nói chơi hả? Mặc kệ phải anh hay không, anh đừng có hòng thoát được. Cho các anh biết, chúng tôi đã bao vây hết chỗ này. Các anh đừng có bảo chạy. Nè, tôi cho anh một phút đồng hồ. Anh phải đem cho tôi một chiếc xe. Tôi sẽ đi chung với tên này. Nếu mà tôi thấy có người theo dõi, tôi sẽ bắn bỏ nó. Hãy cho chúng tôi thời gian để suy nghĩ nữa. Tôi ghét nhất là ai trả giá cho tôi. Ê, ê đừng lại.
Tuấn à, lần này cho anh thử mùi hỏi khẩu cung. Lúc trước anh cho hỏi khẩu cung người ta đó. Thưa sếp à, lúc xưa lấy cung có tiền lương mà. Tuấn à, nói thiệt với nha, anh đã bỏ nghề cảnh sát một năm rồi mà vẫn nhanh như vậy. Lần này nhất định chánh phủ phải phát bằng khen cho anh rồi đó. Thiệt hay giỡn này sếp? Nếu thiệt thì tôi lấy tiền đi, đãi anh em nhậu nhạt bữa cho đã đi mà. Cho đã hả? Nói thiệt đi nha, anh đã bỏ nghề là một tổn thất của đội cảnh sát đó. Đừng nói chơi nữa mà. Anh nói chơi với anh vậy hả anh Tuấn? À, Tân Minh, ngươi bị đánh gì rồi là mày hả? Ê, vừa rồi lộn xộn quá đâu có nhận ra mày chứ. Vì hồi nào vậy? Vì nửa ngày rồi, biết làm ở khách sạn nên dồn tới đó ở. Ai ngờ là bị chuyện này chứ hả? Sao mày không đánh điện thoại cho tao đi đón mày? Tuấn à, tôi sắp tăng sở rồi, hay là mình đi uống nước đi. Được, gọi bạn đi luôn nha. Sếp Trần à, quên tôi ra sao? Sửa lương minh đây, BC 6577 đó. Ê thằng quê, mày chỉ làm một tháng thôi, sao sếp Trần nhớ mày chứ? Giờ nhắc tới cái con số thì tôi nhớ ra rồi. Cái thằng thích đi qua gái trong cái giờ trực lúc xưa chứ vậy. Nè, tôi ra ngoài nói chuyện với anh em một lát, để lát nữa tôi trở vô gặp anh nha. Dạ, ok. Nè Tuấn, tự nhiên nha. Được rồi. Ngồi đi. Thằng khỉ, nếu mày về tới là qua bên bảo an tìm tao thì đâu có chuyện gì đâu, đâu có bị đánh chứ. Định để anh ngạc nhiên thôi, ai ngờ làm mình hơi thòn. Còn cái tướng của mày kìa, cần thay đồ không ạ? Cũng tốt mà. Anh à, ở bên Mỹ nghe được tin anh bảo nghệ đồ phi hổ đi làm bảo an viên, tại sao vậy? Có gì lạ chứ. Dĩ nhiên là lạ rồi, lúc nhỏ anh nói với tôi là phải làm một cảnh sát tốt mà. Chuyện này mai mốt rồi nói mà. Anh nè, dọn tới nhà tôi ở đi. Tôi sợ ở lâu lắm đó. Anh đã có gia đình rồi. Hey, tôi sợ không tiện lắm. Cái gì? Chứ nhà tôi hẹp hả? Vậy ban đêm tôi có rất nhiều xảy giao. Tao biết. Phải bận đi chọc mấy cô gái mà. Thông minh thiệt anh Tuấn. Đúng là bạn già. Biết tánh của tôi quá, thằng Minh đây mà. Thằng khỉ. Ông à, muốn mua bông hả? Mua bông gì vậy? Bông gì đẹp hả? À, hay là bông cẩm chướng nha, bữa nay mới tới đó. Sao cũng được. À, thêm một chùm bông sao trời nha, đẹp lắm. Sao cũng được. Vậy hả? À, hay là thêm bông lan đi, vậy sẽ màu mè hơn. Sao cũng được. Chà, đẹp lắm đó. Ừ, chắc tặng cho bạn gái chứ gì. Đưa tới đâu vậy? Phải viết tên gì? Thưa cô tên là gì vậy? À, kêu tôi lên được rồi. Bông này đẹp quá, tôi muốn tặng cho cô. Tôi có thể mời cô uống ly nước được chứ? Tùy ý anh. Thiệt là sảng khoái. Dặn cơm tối luôn nha. Tùy ý anh đi. Vậy tôi phải tới đón cô mấy giờ? Mấy giờ cũng được, chỉ cần anh rảnh là được rồi. Em có một thói quen là đi dạo phố hay là đi cine cũng là phải đi với ông xã của em đó. Anh không ngại chứ? Không đâu, chị trách tôi về hơi chậm một chút. Tại sao? Hai người mới đám cưới một năm, nếu tôi về sớm anh Tuấn dễ giàu gì mà được coi chứ. Ủa, hai người quen nhau hả? Nè, em phải nhớ anh này nha, ảnh là Sở Lưu Minh. Ờ, người bạn già của anh ở bên Mỹ. Chính là tôi đó chị. Anh có mấy đứa bạn già ở Mỹ đó. Bạn già thì nhiều lắm, bạn xấu thì chỉ có mình anh. Tại sao lại sĩ giả tôi vậy? Sao nói tới qua tìm tôi làm tôi phải từ chối hơn 10 cô đó. Giờ làm sao đây ạ? Thiệt là ba xạo quá. 10 cô. Tối hôm qua tôi bị đồng nghiệp kéo đi nhậu hết đó, 10 mấy ly luôn đó. Anh còn nói là em chờ anh cả đêm đó. Đừng sao đừng như vậy nha, làm bữa nay mệt quá. Anh có gì khó mà. Ồ, anh không thích em chờ cửa hả? Sao lại không thích chứ? Tuấn đại ca, săn sóc cho tôi một chút đi. Chuyện gì đây? Giờ tôi vẫn độc thân một mình, hai anh chị âu yếm như vậy, coi chừng tôi khóc sức mướt đó. Anh à, hễ thấy người đẹp sáng mắt lên, ai mà thèm anh chứ. Đừng có cười tôi nữa. À, anh em tới giờ làm việc rồi. Minh à, lát nữa tụi mình đi ăn cơm nha. Chờ anh ở đây nha. Đúng là bạn già, chịu xảy giao với tôi. Anh có phước lắm đó, anh biết không? Em cứ ăn cơm một mình hoài đó. Đâu phải, anh tan sở xong anh về nhà mà. Bye bye. Bye bye. Linh à,
Em lên. Linh à, Linh. Ừ, ông xã hả? Dĩ nhiên là ông xã rồi, không lẽ ăn trộm sao? Không miếng coi. Có gì ăn không? Không. Bảo Bảo à, ra đây ăn đồ đi. Bảo Bảo, mau lên. Nếu mỗi ngày anh chỉ uống được nửa chai sữa tươi, sẽ thiếu dinh dưỡng đâu. Ha, anh thiệt à. Chị ơi, Thi biết không Thi, con tim yêu đương là chết chứ. Sao anh Minh còn chưa tới vậy hả? À, tối nay anh hàng người ta, không được rảnh đâu. Thiệt là ngộ quá, hôm nay là gặp được ảnh đó. Đời này có nhiều chuyện ngộ hơn nữa. Em gả cho anh là cũng ngộ lắm chứ bộ. Anh thấy chồng của em anh Dũng như vậy, thiệt là hâm mộ quá trời. Hâm mộ hả? Làm em lo lắng thì đúng hơn. Lo lắng gì chứ, anh không làm nhân viên địch cảnh thôi, không phải tệ đâu. Yên trí đi hả, ông xã của em không sao đâu. Em không có lo đâu, anh coi chừng mất đi bà xã còn tốt hơn. Tốt ít gì chứ, giờ vẫn chưa thấy gì hết. Ờ, vậy được. Tại anh nói chỉ cần có em là đủ rồi mà. Lời nói đàn ông em muốn tin sao? Được rồi, tưởng đã cưới vợ là im chuyện hả? Nếu mà không biết dỗ ngọt á sẽ mất đi bà xã đó. Có phải thiệt không đó? Chứ là phải dỗ ngọt một chút rồi. Anh Tuấn. Anh Tuấn. Chúc mừng nha. À, cảm ơn. Cảm ơn nha. Sao trễ quá vậy? Chúc mừng nha. Chúc mừng tối. Chúc mừng cái gì? Đã bị khóa lại 5 năm hả? Ở chung với nàng tiên 5 năm thì đúng. Anh chị mới đám cưới, chưa biết nỗi khổ của tôi đâu. Có bọn đàn ông kìa. Làm khó anh ấy sao hả? Mình vô ngồi đi. À, được. Được. Anh Quy đã về Hồng Kông rồi đó hả? Phải. Anh Quy nào vậy? Là bằng già của anh và anh Sâm nó hồi còn nhỏ. Anh tới ngộ lắm, hãy gặp con gái là mất tía lìa. Còn hơn chồng em, hãy thấy gái là không chớp mắt đó. Anh không tệ như em nói chứ hả? Ủa, lát nữa anh Quê có tới không ạ? Đáng lẽ là tới, nhưng vừa rồi điện thoại tới là nó không tới được. Tao biết, quen được cô ơi đó. Bạn già của anh bay bướm quá vậy hả? Không phải ai nếu như vậy mà, ít anh cũng không phải đâu. Nhìn bà xã là đủ rồi, cần gì phải nói người khác chứ. Ê, sao lại kéo tôi xuống nước vậy? Tự nhiên nha. Cạn ly. Ê, chừng nào mình ra đánh đôi hả? Chừng nào cũng được. Nếu cậu không hoạt động, gân cốt sẽ bị sát hết đó. Nè anh à, mình có máy chụp hình, chụp cho vợ chồng nó một bộ đi nha. Ê, thôi đừng, chụp cho hai người đàn ông này trước đi. Tỉnh được mà. Cảm ơn tới dự. Tôi tới để chúc mừng anh đó. Cảm ơn. Chúc mừng chị gì? Cảm ơn. Hả? À, náo nhiệt lắm chứ ha. Hẹn chị bơi của anh đó khách gì vậy? Tạm tạm thôi. Làm gì mà sánh được với mấy anh đường chứ. Tôi thì có ra gì chứ. Giờ bọn trẻ đâu có nể mặt chú bác chứ hả. Anh được khiêm tốn quá. Hey, có chuyện mật với anh nữa. Kém chỗ nào mà xuống đi. Lại ra chị. Sao anh đường, có gì chiếu cố? Không, cái hôm nói chuyện với anh em, nhắc tới ba của anh, lúc mà anh còn sống thì hoài phòng lắm nữa. Hey, đàn em dưới tay của ổng, không được 1000 cũng tới mấy trăm lần. Ba tao qua đời đã lâu, anh em cũng giải tán hết rồi, giờ không phải tại đại của ông nữa. Ê Sâm à, nói thiệt nghe, có muốn làm thêm nghề khác nữa không? Điều kiện tỷ anh, mình hợp tác lại nghe. Anh Đường, anh cũng biết rồi, tôi không muốn có nhiều phong hiểm giang hồ. Anh là con của anh Hồng, đưa danh của ba anh ra, mọi việc đều xong xuôi mà. Khôi phục lại không phải việc khó khăn đâu. Sao hả Sâm, coi như giúp tôi đi. Khi tôi độc thân thì còn được, giờ tôi đã có gia đình rồi, chỉ cần được 2 bữa cơm no là đủ rồi. Thì không chịu giúp tay sao? Anh Đường à, xin lỗi nha, tôi đã rút chân giang hồ thì không muốn nhúng chân lại.
được. Tôi cũng không phục những người có nguyên tắc. Coi như anh Đường không nói cái gì hết, mình vẫn là anh em tốt mà. Hả? Cảm ơn anh Đường. Tuấn à, tối nay mình đi nha. Đừng có dễ hơn anh Tuấn nha. Đồng bà các em cứ nghĩ vậy không? Ông chủ à, có người tìm ông. Xin lỗi, tôi đi giáo một lát. Chị Linh à, chị có mang máy chụp hình chụp cho em một bộ đi. Được rồi, anh ngồi trên chút nha. Được mà. Chụp ở đây nè. Được. Chuẩn bị nha. À, khoan đã, để em ngồi xuống. Được. Chuẩn bị nha. Ây da, bông này đẹp quá. À, đừng, đừng. Để lát chụp cho chị mà. Đây bà xã ơi, phục em quá đi, hôm qua cũng đi chụp nữa. Đẹp lắm mà. Sao mà, đừng bỏ bà xã nha, chúng tôi là nhà. Đi đi. Chừng nào rảnh rỗi qua bên tôi chơi, nhưng đừng dẫn vợ theo. Anh phải biết bên đó có nhiều người đẹp lắm, cứ sao một cái là bù tới ngay. Chừng đó anh sẽ biết quay phòng của tôi. Well, khung giờ lan hòn để gặp chân nữa. Tôi đi trong phòng trước nha. Có người tìm tôi, nói tôi đi vắng nha. Anh đi đâu mà gấp với vậy? À, tôi mắc làm việc mà. À, tôi đi rửa tay chút đã. Ê, khoan đã, em có mang đồ đủ của bệnh thấy làm qua cho anh ăn nè. Bằng máy bay đưa tới đó. Nè, rửa sạch rồi ăn đi. Cảm ơn nhiều. À, bà xã tôi thích ăn đồ đủ bên Thái nhất đó. Chưa lại tối nay cho bà ăn đi. Cô Trăng à, có tự nhiên nha. Anh gặp mặt em là bỏ đi liền, đi đâu vậy chứ? Không, tôi đi rửa phim cho bà xã thôi mà. Ê, à được rồi, để em đem đi cho. Lát nữa em cũng đi rửa phim mà. Bây giờ đem đi gặp PR rồi đi. Có khiếu nại sao? Khiếu nại gì? Khiếu nại anh không nói chuyện với em. Đi, uống cà phê nha. Chà, sao tối quá vậy? Linh à, anh về tới rồi. Linh, vậy mà điện thoại biểu về sớm. Em Linh à, muốn hồ anh trước thôi mà. À, sao tốn kém quá vậy? Mua bánh làm chi hả? Để chúc mừng anh đó. Chúc mừng? Chúc mừng cái gì? Bữa nay không phải là sinh nhật của em, cũng không phải là sinh nhật của anh, cũng không phải là chu niên đám cưới của mình, không phải là chu niên quen nhau nữa. Chúc mừng cái gì? Chúc mừng anh sắp sửa nuôi thêm một người đó. Nuôi thêm một người? Có mang rồi hả? Anh sắp sửa làm ba rồi. Phải đó. Anh mừng quá. Anh Tuấn. Hả? Chuyện gì vậy? Chuyện gì? Sáng nay anh cứ tự cười một mình. Lượm được tiền mà phó hay sao hả? Lượm được tiền đâu có vui vậy chứ. Quán được người đẹp hả? Đầu óc anh là chỉ có người đẹp thôi. Không phải đâu anh Tuấn à. Con bạn già đó không tin hỏi anh đi. Đúng đó. Sáng sớm anh Minh đã tới tìm anh đi ăn sáng đó. Hồi sáng tôi mắc đi mua đồ mà. Tạp chí sexy à? Anh thiệt là bậy bạ không? Em bé. Có ngộ không? Ngộ lắm, có ích gì? Thế thiệt hữu ích lắm đó. Nè, tặng cho hai anh. Chuyện gì vậy anh Tuấn? Thiệt may mắn vậy sao? Vậy tới Hồng Kông khi không là thêm một con nuôi nữa. Cái gì khi không hả?
vất vả lắm mới gieo giống được đó. Chúc mừng anh nha. Chúc mừng anh Tuấn. Cảm ơn. Tao đi nha. Em Minh à, lại mắc đi cô gái nữa hả? Thiệt là phục anh quá tay đi. Anh không thấy chán sao? Không phải đi cô gái, đi mua quà cho con nuôi thôi. Chắc bà xã tôi chịu làm lễ kết nghĩa sao? Chị Linh không ngại tôi thâu con anh làm con nuôi đâu. Sức quyến rũ của tôi cai cản nổi. Thôi chào anh nha. Bà xã, anh nghĩ lại rồi. Mai này con mình sẽ đặt tên là Kiệt Cường đó. Sức khỏe cường tráng mà. Tên gì mà quê quá à. Em tra sách rồi. Gọi là Hảo Hán đi. Tên đẹp là có ý nghĩa nè. Hảo Hán à? Chừng khó quá đi. Mai mốt anh bị chép phạt là chuyện lớn đó. Khờ quá, sao lại nói bị phạt chứ. Anh kêu là Lâm Kiệt Cường đi. Không, Lâm Hảo Hán. Thôi, anh cãi với em. Hay là sanh đôi đi. Một đứa là Kiệt Cường, một đứa là Hảo Hán đi. À, bộ tưởng em là ham nói sao. À, gửi theo địa chỉ này là được rồi hả? Cảm ơn ông nha, lần sau tới nha. À, chị thiệt là hay quá. Lần này anh Tuấn hết chuyện cớ lấy vợ bé rồi đó nha. Xanh quê quá vậy, bây giờ còn vợ bé, chỉ là vợ đen thôi. Chị thiệt là tân thời. Hả, anh Tuấn đâu? À, bữa nay anh cứ đi phát xì gà như là sinh con trai vậy đó. Nói thiệt nha, có cho tôi thôi đứa nhỏ làm con nuôi không đã? Vậy hả? Vậy phải coi anh đưa điều kiện gì. Có nhiều người đăng ký lắm rồi. Sợ Lưu Minh ra tay, ai là đối thủ chứ. Chị giận cái gì chứ, anh Minh nói tối nay đi chơi với tôi mà. Anh Minh à, anh Minh. Anh sẽ đi chung với hai em, để lát đi ăn khuya đi ăn gió mà. Anh Minh à, điện thoại. Cảm ơn. Alo. Sao hả? Thôi được, bye bye. Hey, chào người đẹp. Tôi đâu có quen với anh. Khó mà trách mà, sợ Lưu Minh này đã đi Mỹ hết 10 năm rồi. Tôi đang chờ bạn. Anh Tuấn có phải không? Bạn già của tôi đó. Anh điện thoại cho tôi, nó không được rảnh. Khỏi cần buồn bã như vậy đâu. Có đẹp gái như vậy, sợ Lưu Minh này khó nhất đó. Để lát đi hướng gió, ăn khuya chung nha. Anh nói sao hả? Anh đang bằng việc trong nhà, không thể đi vậy. Vậy tôi đi với cô. Có trống phải không ạ? Hai cô bên đó thì sao? Sở Lưu Minh anh ngon thiệt đó. Sau này đừng nghĩ thôi cho tôi. Từ nay chúng ta sẽ không được rảnh đâu. Đi. Có gì ý rồi chứ? Xin lỗi nha, tôi không thấy thích lắm. Khách hàng đi hết rồi. Muốn tôi đi với anh à? Ok, bay qua Thái đi. Hẹn trước nha. Giờ Hồng Kông mình chịu khó một chút nha, có được không ạ? Chịu khó? Xin lỗi, xưa nay tôi không quen tự làm khó mình. Không lẽ dạo này mình gặp xui sao? Để hàng hán cho tôi chịu. Hàng rồi. Hắn nhận à? Nhất định là hắn giở trò mà. Sắp đi về rồi. À, vậy xin lỗi nha.
Giờ các hàng càng ngày càng tệ, anh đừng chúng tôi bất mãn lắm rồi. Tôi muốn nghe anh giải thích làm sao thì phải. Hàng của chúng tôi xưa nay thật là thành thật đó mà. Nếu thiệt vậy có trời mới biết. Chúng tôi hợp tác với anh bấy lâu rồi, có bao giờ nói hàng không tốt đâu. Nhưng mà lần này anh phải hiểu rõ nhất chứ. Tôi đã giết nó rồi, không sao chứ hả? Nhưng mà vừa rồi có một người đàn bà đã bắt gặp chúng tôi, phải làm sao anh tự lo liệu nha. Sao bữa nay rảnh quá vậy? Bà xã nói là qua coi chị Linh vui cách nào. Mắc mới gì tới em chứ? Tại anh định rủ anh Tuấn đi chơi thôi mà. Giờ anh chịu, anh Tuấn cũng đâu có chịu. Tôi chịu đó. Anh nói cái gì? Nói chơi thôi mà bà xã. À, quen anh mười mấy năm cũng vô dụng như xưa. Sao lại vô dụng chứ? Bây giờ anh biết không, bà xã của tôi một người đại diện cho hai người. Thiểu số phải phục tùng đa số đó. Vậy làm sao đây? Giờ mình phải làm gì? À, hay là vậy, mình chơi đánh bài đi. Được được. Bao nhiêu một con hả? Không được cờ bạc, giải hơn cho bé trong một. Ê, người này em gặp qua rồi. Ơ, hẻm sau nhà mình đó. Thế sao? Anh bị người ta giết chết. Thật là người này sao? Phải, em còn nhớ anh đi chung với một người Thái. Người Thái đó mua bông của em nữa. Thiệt ngộ quá. Phải rồi, sao ngộ quá vậy? Anh Tuấn à, em nên đi báo cảnh sát không? Nên chứ. Nhưng mà rắc rối lắm. Cái gì rắc rối chứ? Trách nhiệm của một công dân mà. Tao đi lấy bài nha. Siêu à, các người lầu 2 phòng có đổi ca chưa? Dạ xong rồi. Vậy tôi đi trước nha. Ờ, bye bye. Bye bye. Ê, đừng có hút thuốc. Tức, mai anh còn ở đây. Nếu không tôi hụt một chuyến rồi. Tìm tôi có việc sao? Không, vừa tăng sở đi ngang tìm anh đi uống nước thôi. Tốt vậy hả? Ngồi chút đi. Vừa rồi tôi có tới tìm bông của chị Linh, không gặp chị. Ờ, bà đi tới tìm cảnh sát, đi nhận người cho họ mà. Ờ, Tức à. Thì tôi đã rút lui giang hồ, nhưng mà vẫn có tin giang hồ truyền tới tai tôi. Chuyện gì vậy? Thì là Dương Bỉnh đó. Tên bị chết ở hẻm sau hả? Tên này không đơn giản đâu. Hắn có dính líu tới Sì Ca. Không nghiêm trọng như vậy chứ? Con người này ít có tiếng tăm ở Hắc Đạo. Vậy tôi biểu con Linh phải cẩn thận mới được đó. Nhắc tới mới hỏi nha. Có phải chị Linh chỉ thấy Dương Bỉnh nói chuyện với thằng Thái không? Chắc vậy. Thì không có gì nữa sao? Không nghe bà nhắc tới mà. Vậy cũng đỡ rắc rối. Có gì rắc rối chứ? Chuyện này phải cẩn thận là hơn. Có gì thì tìm tôi nha. Thì tôi ít tới lui với Hắc Đạo. Nhưng lỡ có chuyện gì, tôi nghĩ họ còn nể mặt ba tôi đó mà. Không có gì đâu. Thôi tan sở đi, thay đồ ra ngoài uống nước đi. Được. Giờ không tìm anh, mai mốt hết dịp đó. Tại sao? Anh mắc ẩm con thì đâu có rảnh rỗi đi chơi. Siêu à, đi nha. Dạ, bye bye. Thank you.
Thưa cô, có sao không hả? Chờ tôi ở đây nha. Ông xã à, thiệt là tức quá. Chiếc xe em bị đụng rồi. Anh biết rồi, ông Cát Giang ở dưới nhà đã nói anh rồi mà. Người gì mà lái xe bậy bạ quá đi. Bỏ đi, xe bị hư thì đem vô xưởng sửa nha. Quan trọng làm gì chứ. Nè, bữa nay tới tìm cảnh sát, tình hình ra sao? Không, họ cho một xấp hình biểu em nhận. Có nhận ra ai không? Nhận không ra, em nghĩ ngày mai còn phải đi. Vậy ngày mai phải đi rồi. Tới liền, ai đó? Ờ, dạ sao em bé tới? Ê, xe anh bị đụng hơi thiệt hả? Phải rồi, cái không lại mất tiền. À, tôi xuống lầu 3 coi nha. Dạ được. Tao bỏ ăn. Đâu? Làm ơn gọi Lâm Tử Tuấn. Tuấn vừa đi vắng, coi lại tìm ảnh. À, tôi là vợ của ảnh. À, anh Siêu phải không? À, làm phiền anh nói với ảnh là giường em bé đưa tới rồi. À, cảm ơn nha. Thiệt là âu yếm quá mà. Siêu à, à? Cuốn sổ trực ở phòng cà phê mất tiêu rồi. Không biết có ai lấy lộn hay không. Sao lại lộn chứ? Để tôi xuống lầu 2 coi. À, anh Tuấn à, giờ rồi bà xã anh điện thoại tới, nói là giường em bé đã đưa tới rồi đó. Giường em bé? Ê, mới đây đã mua giường rồi à? Sao chứ? Em dĩ nhiên là không sao. Cơ anh kìa, thở phình phịch, có chuyện gì vậy? Ê, ê, anh làm gì vậy? Cái giường em bé. Tôi cũng phải moi tên đi. Thì nhất định chỉ. Cái việc đã xong xuôi. Ngủ đi nha. Làm sao mà ngủ vô chứ? Vậy đi vào một chút nha. Ngồi đây chỉ nghỉ với ông mà thôi, không có gì lợi đâu. Tôi nhất định phải nghỉ. Đã mất dịp này,
phải moi họ ra mới được. Nhất định phải moi họ ra. Anh Tuấn, anh Sâm nói anh sẽ giúp anh. Anh sẽ giúp tôi. Tuy anh đã làm nghề đàng hoàng lại, nhưng còn một đám anh em chịu chơi lắm đó. Không cần, anh Sâm đã bỏ giang hồ lâu rồi. Nếu không cần thiết, tôi không muốn anh quay trở lại đâu. Nhưng mà thêm một người giúp việc sẽ khá hơn. Chuyện này chỉ có mình tôi đi thôi. Anh Tuấn à, Minh à, nếu ta cần mày giúp đỡ, ta sẽ lên tiếng mà. Sở lưu quê này nhất định giúp anh mà. Mình sẽ là anh em tốt mà. Anh Tuấn, anh Tuấn, tôi muốn xin tài liệu của Dương Bỉnh bị giết ai hôm sau đó. Không có lệnh em khó làm lắm. Dù sao cũng là bạn bè mà, giúp tôi đi. Vậy hả? Thôi được, chờ chút nha. Thằng Dương Bỉnh bị giết ở hẻm sau. Lập án giặc mày. Tao không biết, tao không biết. Tao không biết như vậy. Tao không biết như vậy mà. Đại ca, tao không có bắt tao đâu. Bọn giết Dương Bỉnh là bọn nào? Thôi, tao không thể nói đâu. Không nói hả? Nói ra là miệng tao đi chết đó. Thì không thể nào nói hả? Chắc là bọn người Thái đó. Nói tiếp đi. Vậy là bị bên cháy sao? Nói được, chứ không có bốc cò đó. Nói. Mau. Hai. Chắc là người kia bảo đại. Anh Tuấn à, đám đêm đã tới rồi. Lại lên. Đi mà. Anh có biết anh làm ảo tỏi như vậy sẽ gây ra chuyện lớn không hả? Tôi chỉ muốn kiếm hung thủ ra thôi. Đây là việc của cảnh sát mà. Cảnh sát? Cảnh sát đang điều tra mà, chẳng có tin gì hết. Nhưng mà đây là sự thật đó mà. Sự thật tất cả mọi việc đều do tên Kim Bảo gây ra mà thôi, biết không hả? Hung thủ giết Dương Bệnh cũng là hung thủ giết do tôi, biết không hả? Bằng chứng đâu? Anh làm cảnh sát mấy năm nay, anh có biết nói là vô dụng không? Phải có bằng chứng mới được chứ. Trần Côn làm nhân chứng được không hả? Trần Côn? Trần Côn nó chỉ biết anh dùng súng hăm dọa nó mà thôi. Mấy giờ khác hắn không biết gì hết. Đồ khốn nạn. Tuấn à, anh quá nóng nảy thôi. Anh biết Trần Côn là dân gì không hả? Nếu mà nó khai ra, cả đám anh em mình sẽ không có xong đâu. Nó đâu có ngu dại vậy chứ.
Còn nữa, không tìm ra súng của anh ở hiện trường đã may phước cho anh lắm rồi đó. Tôi biết cô Linh bị chết là đã kích anh rất lớn. Nếu mà tôi là anh, tôi sẽ đi du lịch một thời gian. Sếp rồi, thì không có cách nào khác sao? Tuấn à, mình là bạn bè với nhau, mới nói thiệt đó nha. Thông thường nhiều của bọn xã hội đen, họ thường thường giải quyết chuyện của họ với nhau mà thôi, không ai dám đứng ra làm chứng đâu. Hơn nữa chúng ta đã bắt được tên hung thủ, đã trở về bên Thái rồi. Tất cả đều không có nhân chứng và tăng chứng, chúng tôi không thể giả nó về đây được. Cho nên họ mới giết vợ tôi, giết đi người nhân chứng duy nhất. Anh biết thì tôi không cần nói thêm nữa. Tuấn à, nghe tôi khuyên đi, mai này ra làm việc đừng có nóng nảy quá, nếu không thì chỉ hại cho anh thôi. Anh Tuấn à, anh đã nghĩ cả đêm rồi, anh nghĩ cái gì nữa chứ? Để tôi yên tĩnh một chút, tôi muốn nghĩ cho kỹ. Nghĩ cho kỹ việc gì? Cái gì? Anh Thiệt qua Thái tìm Kim Lão Đại trả thù hả? Anh biết anh làm vậy là đi nằm mạng không? Đối với tôi bây giờ, chết là cái gì? Trong lúc này tôi còn chấp nhất sống chết sao? Anh bình tĩnh chút được không hả? Tôi không muốn mất đi thằng bạn. Tôi còn nhớ, tôi quen anh lúc 15 tuổi. Anh biểu tôi đi thi cảnh sát, anh dạy cho tôi hút thuốc. Lần đầu tiên tôi quen con Linh, anh cũng có mặt mà. Anh còn nhớ không? Thôi được, nếu là vậy, coi như vì tôi, đừng qua bên Thái có được không? Từ nhỏ tôi là coi nhiêu gì, lẽ lời sống chỉ một mình. Cưới được một con vợ là chuyện vui mừng nhất cuộc đời tôi mà. Tôi tin rằng chị Linh cũng không muốn anh làm vậy. Nếu anh còn coi tôi là anh em, làm ơn đừng khuyên tôi nữa. Tôi đã đưa gì cho Linh, tôi không đưa cổ gì hết. Lần này tôi qua Thái,
ít nhất tôi có thể lấy được công đạo của cô. Nếu anh cương quyết qua bên Thái, anh phải tự lo liệu nha. Yên tâm, tôi nhất định phải chờ mạng để trả thù chúng lên. Tôi có thằng bạn mở ba ở Thái, rành về ở đó lắm. Anh tới tìm hắn đi, có người chiếu cố hơn là anh xông pha bậy bạ một mình. Xin lỗi sao? Lại kéo anh xuống nước rồi. Điên hả? Nói chuyện như vậy với tôi. Tóm lại là Hồng Kông đẹp lắm, có nhiều bằng già đang chờ anh trở về. Cho tôi một vé máy bay qua Thái Lan. Vé khứ hồi hả? Tới Bangkok, vé máy bay thôi. Mới tới với bên tôi, anh đừng có cảm ơn tôi vội. Để lại mai mốt đi nha, đừng có nói gì nha. Nếu là anh em mà đi máy bay khác về Hồng Kông đi, chuyện này mày không giúp gì được đâu. Anh có biết không, ở bên Chinatown hội trưởng hội đồng hương là ai không vậy? Tôi nè, Sở Lưu Minh. Anh Phát à, anh đóng phim thôi. Tôi nghĩ ra một cách anh có thể cảm ơn tôi rồi. Tính trung bình một ngày tôi quen được 3 cô gái, thêm qua Bangkok sẽ bớt đi nhiều rồi. Nhưng mà không sao đâu, mình là anh em mà, trở về rồi thanh toán sao. Nhưng mà phải tìm lại cho tôi nha. Minh à, nói thiệt nha, tôi không phải phóng đại đâu. Anh cũng biết mà, hãy là người đẹp thì rắc rối nhiều. Ai nấy đều nói theo tôi qua bên kia, đâu có được, quá nhiều rồi. Thế anh Tuấn qua Bangkok là tốt nhất rồi. Mình là anh em với nhau, không có phần của anh của tôi. Mình là anh em, tóm là một câu, việc làm của một người làm sao mà nhanh bằng hai người được, có phải không vậy hả? Anh nói đi hả, có phải không hả? Chuyện của anh Lôi Sâm đã kể hết với tôi trong điện thoại. Nhưng mà thế lực của Kim Lão Đại ở đây anh thì không thể nào ngờ được đâu. Cả cảnh sát cũng phải nể mặt hắn lắm đó. Anh phải nghĩ lại đi. Tôi đã tới đây, tôi không sợ gì đâu. Tốt, người gan dạ như vậy tôi cũng nể mặt lắm. Để tôi đi dò tin cho anh. Nếu mà có tin gì tôi sẽ tìm ra anh mà. Cảm ơn anh nhiều. Tốt kìa. Nghe anh Trung nói Kim Lão Đại ghê lắm hả? Vụ này anh phải cẩn thận đấy nha. Có chừng đó. Anh sẽ cẩn thận đúng. Anh yên tâm đi, tôi không sợ ai đâu. Về tới cũng không kiếm em, phải phạt đó, đã em uống rượu. Thank you.
Anh Tuấn, cạn ly nha. Anh Tuấn à, tối nay phải chơi cho vui nha. Hả? Đi chơi vui đi mà. Chơi cho vui đi. Tối qua anh đi đâu vậy? Anh Tuấn à, tôi và cô Trâm đều mong anh được vui chơi. Tướng anh vậy làm sao trả thù cho dì Linh chứ? Dì Linh chết được nhắm mắt sao? Mình nói xong kìa. Tiếng nổ hôm nay con gian vào trong nhà tao. Nếu không phải vì tao chiếc giường, chỉ lo chiếc giường đó. Không có liên quan tới anh mà. Không muốn tôi tặng, mất quan tài chưa? Anh im đi. Tưởng anh chị lắm sao hả? Cũng như chuyện đó thôi. Bọn họ định giết chị Linh, đâu phải là anh. Thượng đế sao? Biết cái bom đặt ở đâu, anh biết sao? Phải rồi, anh cứu không nổi chị Linh, anh tới trả thù. Anh coi tướng bây giờ của anh làm nổi không hả? Trừ khi bọn Kim Lão Đại bị tan tạc hết, có lẽ anh còn hy vọng. Anh nghĩ coi nó có đúng như vậy. Mày nói đúng luôn. Bởi vì em không chịu về Mỹ. Tôi về Mỹ làm gì? Tiếp tục mở quán ăn, tiếp tục cua gái. Đi cua gái? Tưởng tôi về Hồng Kông để chơi hay sao hả? Tôi cho anh biết nha, tôi quen được một cô ở bên đó. Ai về là con em của một đại ca ở bên Chinatown. Bây giờ biểu tôi về Chinatown sợ bị giết chết đó. Mày có thể về Hồng Kông mà. Về Hồng Kông hay ở lại Bangkok? Liệu mạng với anh nha. Hồng Kông. Anh Đường. Vậy tới hả? Dạ. Vừa rồi thằng Phùng Mỹ coi lên máy bay rồi. Một mình nó có xong không? Nhìn tướng thì hung hăng lắm, nhưng mà lăn lộn trên giang hồ không được lâu lắm đâu. Tôi đã biết vậy rồi. Ông sợ làm hư chuyện sao? Không đâu, nó mang danh tôi đi tìm Kim Lão Đại, trừ khi Kim Lão Đại trở mặt thôi, nếu không không sao đâu. Lỡ Kim Lão Đại trở mặt thì sao? Thằng Cao là người của mình sao? Không phải đâu. Vậy thứ nhất, mình không có tổn thất gì. Thứ hai, mình có thể tiết kiệm được số còn lại mà. Nhưng mà quan trọng nhất là phải biết Kim Lão Đại có mà giỏi hay không. Nếu không tôi sẽ toàn lực đối phó hắn. Vậy đôi bên sẽ trở mặt đó. Vậy càng có lợi với mình mà. Tránh được mình ở bằng tối họ băng mặt. Băng công. Tôi bắt được một tên. Tô Đường đã tìm được một sát thủ chức nghiệp qua đây. Vì vụ dương bệnh mà cả với Kim Lão Đại. Chừng đó chắc náo nhiệt lắm. Đây là dịp mai của tôi. Đi theo sát thủ là gặp được Kim Lão Đại là tôi có dịp ra tay rồi. Ông anh là khó nói lắm. Coi anh có hên không? Dù sao phải thử. Nếu tôi nói không phải, anh có tin không? Dám chơi tao không? Chỗ bữa tôi đón anh đó,
Cảm ơn. Đừng có lộn xộn nha. Chuyện gì vậy? Hắn tới rồi. Đi ra. Anh lệnh ca của tôi Dương phải tới. Thần Đường thiệt là bậy bạ quá. Giao dịch với tôi 18 năm rồi mà không dám phái thần tính tới đây. Anh Đường phái tôi tới đây để điều tra vụ giết Dương Bình bữa đó. Thần Đường thiệt khôn. Hắn làm gì? Đương nhiên là hắn phải biết chứ. Kim lão đại này xưa nay không bán đồ bậy bạ đâu. Tại tụi đàn em hắn dở trò thôi. Tôi không giết chết một người đã là nể mặt lắm rồi đó. Ý của anh là Dương Bỉnh bị các anh giết phải không? Tôi không dám giết một người, lại dám giết người khác. Anh nói với hắn, nếu hắn coi chừng đi. Đừng để bị chết rồi mà không hiểu tại sao đó nha hả? Giao hung thủ rồi đây. Người do tôi giết mà. Đám người này là họ làm việc cho tôi đó. Vậy có nghĩa là anh là hung thủ. Đừng bước tới. Nghe đây là mày nè. Bước tới rồi chứ đi. Lần này đã bể mánh rồi. Kim lão đại sẽ cho người kiếm ra mình mà. Anh Tuấn à, hay là anh về Hồng Kông trước đi. Chị Trăng à, chị nói làm như vậy hay sao? Về bển tạm lánh mà, rồi nghĩ cách khác. Mình hai anh em làm sao chơi lại với người ta chứ. Người ta lại vô chỗ này mà, lại đông người nữa. Tạm nghỉ đi nha. Thank you.
Điều tra ra sao rồi? Mình nhớ được số thiền nó, dễ tìm thôi mà. Họ chạy không thoát được đâu. Tự đường dám cho người tới đây giết tôi. Nó thiệt là người không biết cái gì cả. Không biết cái gì cả. Lão đại, theo tình thế này tôi đừng để nuốt luôn phần mình. Thằng Dương dám trời tàu. Ta không để nó yên đâu. Dũng à, giết tết trên sát thủ đó cho tao. Dạ tôi biết. La Dũng này làm việc, anh yên tâm đi. Tốt, ráng làm nha. Cái chỗ của tao mày mốt sẽ giao cho mày đó. Em tạm thời lánh mặt nhà bạn em đi, sớm muộn họ sẽ tìm tới. Vậy còn anh? Anh số hên mà, không dễ gì bị chết đâu. Hơn nữa anh sẽ nghĩ ra cách. Không được, hay là để em với anh. Làm theo lời anh. Thì ra là có âm mưu rồi. Sáng sớm đã đuổi tôi đi rồi. Mình là anh em mà. Nói đi, nói đi. Tôi không biết kế này có được hay không. Lần này thiệt là may mắn. Lỡ như, lỡ như có chuyện gì, thế gian này không có tên Lâm Tử Tuấn nữa, cũng đừng nhắc tới việc ra thôi. Anh biết chắc chắn rằng họ sẽ tìm tới sao? Nếu không chuyện này đã chấm dứt rồi. Với thế lực của Kim Lão Đại, tôi không muốn bỏ cuộc cũng không được. Đại ca, anh thiệt là liều mà. Vậy còn bây giờ? Bây giờ kẻ bị chết là Phùng Mỹ Cơ, thì để hai bên họ chết sống với nhau đi. Vậy là nói nhiều rồi. Lớn lắm đó. Một đằng là đại ca bên Thái, một đằng là anh hai của Hồng Kông. Hai bàn đấu với nhau chắc ác liệt lắm đó. Chừng đó hai anh em mình sẽ được ngư ông đắc lợi đó. Mong là vậy. Ông Đường tới rồi. Còn đám anh em nữa, Phong đã chuẩn bị chưa? Dạ chuẩn bị rồi. Không à, dẫn các anh em đi coi các nơi. Tôi không muốn có người lạ mặt đột nhiên xông vào. Hey, đừng có vội, đừng có chuyện giận anh đó. Vậy chúng tôi ra ngoài trước nha. Anh gọi sẵn hai chiếc xe, tôi sẽ dùng bất chợt. Dạ. Đâu đây nước cho tôi. Nước đây ông Đường. Vậy chuyện gì hả? Tôi muốn anh đi dò coi thằng Cao bị chết cách nào hả? Dạ tôi đi ngay. Ai cẩn thận nghe, đừng có tuyên dương. Tôi chỉ muốn đá động tới Kim Lão già đó. Dạ. Đi đi. Ông Đường à. Chuyện gì? Bên ngoài có người đã bông tới đó. Ai biết tôi đã tới đây hả? Kim Lão Đại à, giỏi thiệt. Đúng là vua của khu này mà. Gọi vào đi. Dạ. Ê, đừng khẩn trương mà.
Kim lão đại biểu anh tới hả? À, ông chủ tôi biết ông đã tới à, định mời ông vào chơi đó. Được, đi trước đi. À dạ. Đi thiệt sao? Người ta đã mời, đâu có thể công tử chứ hả? Vậy phải làm sao? Còn làm sao nữa? Ngã mặt loại tính sao đi? Nó không dám gặp mặt là làm ẩu đâu. À, anh được à. Tới sao không báo trước vậy? Nếu biết trước tôi đã đi đốn mấy ba em đó rồi. Không dám đó. Lần trước tôi phái người tới, cảm ơn anh chiêu đãi nhiệt tình đó mà. Anh nói tên Phùng Mã Cao hả? Hắn tới nhà của tôi mà nổ súng. Mình là anh em hai mươi mấy năm rồi, tôi dạy nó tới anh thôi. Dũng à. Dạ. Yeah. Nói cho anh Đường biết, giờ xác chết đời đâu, dẫn anh đi tới coi đi. Đi đi. Được. Bữa nay mình phải tính cho rõ một chút. Nếu không ông cứ cho sát thủ tới phá hoài, giờ chúng tôi làm sao được rảnh hả? Cáo biệt. Vậy Dương Bỉnh bị chết, anh có giải thích gì hả? Tôi đang định hỏi anh. Kiếm lỡ lại này làm nghề này mười mấy năm rồi, đâu có thèm bán đồ giả gì cả chứ hả? Khách hàng không dưỡi bắt tôi nuốt lại hết đó. Tôi ra ngày hai mươi mấy năm rồi chưa hề mắc mặt như vậy, biết không? À, đền tiền là chuyện nhỏ mà muốn tôi làm sao lấy lại hả? Chú Đường à, không muốn hợp tác với chúng tôi thì cứ giật máy đi, không cần đổ oan cho lão đại chúng tôi mà. Tôi đổ oan ảnh hả? Mười mấy năm này các anh đòi bao nhiêu tôi có lên tiếng không ạ? À, tóm lại một câu, anh vô oan cho lão đại chúng tôi thì không được, còn phải sát thủ tới giết chúng tôi nữa. Ê lão Kim, vậy là khỏi bàn chứ gì hả? Tôi Đường này chỉ cầu công đạo thôi, tôi biết xử lý mà. Xin chào. Lão đại, coi bộ Tôi Đường muốn làm Mạnh Lâm Quái Giang đó, muốn nuốt luôn phần của mình đó. Mày có giỏi thì mày cứ tới đi. Kim lão đại này đâu có phải dễ nghiến đâu. Tôi làm sao hả giận được? Rõ ràng là họ bán đồ giả, còn nói tôi đổ hoang cho họ nữa. Nhìn tới Hồng Kông đâu còn mặt mũi gì nữa hả? Có cách gì hơn, đây là chỗ của họ mà. Nếu mà đánh nhau thì mình bị thiệt thòi thôi. Cùng lắm là chết chung với nhau chứ gì. Mình chịu chết thôi mà, người ta có chịu mới được chứ. Anh Đường à, con Trần đã tới, có dẫn thêm một người nữa. Thôi giờ đi. Dạ. Mời. Chào anh. Anh Đường à, sao anh cẩn thận quá vậy? Xét luôn bạn của em nữa. Làm theo lẽ thôi mà. Anh Đường à, để em giới thiệu nha. Đây là anh Đường, Lâm Tử Tuấn. Anh Đường. Anh Đường rất trọng đạo nghĩa, lại thích giúp người ta. Ừ. Anh Đường à, anh định theo anh làm ăn, không biết có được không? Thiệt khá lắm, tôi đang cần người như vậy đó.
Bây giờ tôi đường thì Kim Đỗ Đại đã trở mặt. Kim Đỗ Đại đã có phòng hợp, từ nay thì khó mà tới gần. Nhưng mà tôi bắt được tin đám quyền thủ của Kim Lão Đại tới sau trận đấu. Dạo này hắn đi coi ở tập dục mỗi ngày đó. Đi mỗi ngày? Anh coi nè, đây phải là cơ hội không gì? Tôi đó mà họ có ý thở anh, nhưng tôi không có ý mà. Tôi không có ý đâu. Sao bắn hệ anh em hả? Đừng xe. Chúng à, tại sao làm vậy? Anh nói gì đây? Sao đi nói với Kim Lão Đại bắn rã anh em của tôi? Các anh em đi dở đường sớm chút bị chết hết có biết không ạ? Ý anh là không đâu, vì các anh tới dở đường không ai biết mà. Còn làm bộ hả? Nếu tôi làm vậy tôi được lợi gì chứ? Tôi cũng muốn biết. Tuy anh không có thù oán gì, sao tôi lại hại ảnh chứ hả? Vậy sao bây họ biết chứ? Tôi thì không có nói ra mà. Tôi thì không có nói ra. Trừ khi bên anh có nội gian. Có nội gian đó. Thằng vợ Kim Đảo Đại ngang ngược lộng hành, tôi cũng mong hắn bị chết mà. Sao tôi lại giúp hắn chứ? Giúp tôi có cái gì chứ hả? Bây giờ tôi đường cho anh Tuấn làm nội gián. Nếu anh muốn tôi có thể đi giải thích với ổng mà. Vô ích thôi. Tôi đường không tin đâu. Lấy điện thoại đi. Alo. Hả? Sao à? Có việc gì? Dương Anh Hùng đang dẫn người đi bắt anh Tuấn. Hắn nói anh giết chết Tô Đường đó.
Tôi Đường bị chết hả? Phải. Hồ Lâm nói là hắn thấy rõ ràng anh Tuấn, Tôi Đường và Bánh Bao ba người chạy chung. Ai giờ ra tới ngoài chỉ thấy xác của Bánh Bao và Tôi Đường. Anh Tuấn đã mất tiêu rồi, cho nên hắn cho là anh Tuấn giết họ đó. Anh Tuấn đâu có nói là phải giết Tôi Đường chứ. Bây giờ thì là khó giải thích. Hay là anh chạy trước đi. Má chị đó, qua chút nữa là tiêu rồi. Tối hôm qua anh bị sốt cả đêm, may là bây giờ không sao. Em cũng mệt rồi, đi nghỉ đi. Em lo cho anh quá mà. Nghe hả? Lần này liên lụy tới mày rồi đó, xin lỗi nha. Đại ca, đừng có nói vậy. Tôi Đường bị chết, tôi nghĩ là bên này có nội gián. Quyết không phải là ba đứa mình chứ? Cũng không phải là ông Trung. Vậy gì rồi, điều quan trọng rồi. Anh Trung sẽ bị nguy hiểm, còn em chắc tôi Đường không bỏ qua chúng đâu. Giờ tôi Đường đã chết, chỉ còn lại chúng nào đây thôi. Yên trí đi anh Dũng à, sớm muộn họ sẽ tiêu hết mà. Tưởng Lâm tưởng Tuấn sẽ tha cho họ sao? Ra đây anh Dũng à, không có người của tôi Đường đến đây đập phá chỗ này đó. Không có sao đâu, một tên Lâm Tử Tuấn đã bù lại rồi. Nè thử coi đi, đi đâu tìm loại sát thủ cực khôi này hả? Một là miễn phí, hai là hung hăng hơn người, ba quyết không làm bị mắng. Mai mốt sẽ đổ tội hết lên mình nó. Nó giết tôi Đường, giết luôn cả Kim Lão Đại. Tôi với anh đâu có tội gì. Anh Tuấn à, uống miếng nước đi. Cầm rồi. Anh giết sở Lưu Minh. Ơ, bộ sở Lưu Minh chết rồi sao hả? Còn lắm bộ nữa hả? Tao bị thằng Minh tới tìm anh. Tới tìm tôi? Anh đâu có tới tìm tôi chứ? Người lâu! Có lẽ anh tìm tôi đi vắng rồi. Để tôi ra hỏi con nghe. Anh quen với La Dũng. La Dũng? Tôi có nghe con tên này. Thủ hạ thứ hai dưới tay của Kim Lão Đại mà. Sao tôi lại quen? Anh không quen hả? Anh không tin tôi sao? Thằng Minh trước khi chết đã nói gì vậy? Anh nói gì hả? Có phải là bên tôi Đường có người cấu kết với Kim Lão Đại không hả? Người đó chính là anh. Cho dù là tôi, anh bắt bỏ tôi đi.
Coi như tôi có lỗi với Lôi Sơn, có lỗi với anh. Nghe lời em, dàn con đi. Không thể nào. Anh chơi không lại họ đâu. Người bên Kim Lão Đại đòi giết anh, bên Tô Đường đòi chém anh. Em không muốn anh chết. Sao không ăn? Đàn em mà tôi đường dẫn tới đây bị giết gần hết rồi. Giờ có người mà trả cho hắn là mai đúng. Tên đại bạc béo anh đã vào giang hồ, mình phải biết vậy. Dù sao mình cũng đã quen biết với anh. Tôi đừng đã chết rồi. Bên Hồng Kông ai thấy chỗ trọng này. Anh trở về sẽ biết chứ gì. Anh à, anh thì không thấy ai giết ông hay sao? Anh đoán là người có bên Kim Đỗ Đại. Theo lẽ không có ai biết các anh tới đây mà. Ai đã bắn rẻ các anh? Nhất định là họ chung kìa. Vậy sao anh thả hắn đi? Anh thả hắn đi không có ý nghĩa là tin hắn. Coi hắn sẽ chơi sao. Mà năm mai là non. Ông đọc mai mấy quần cầm ha. Qua. Thank you.
Cảm ơn em. Em không muốn anh nói cảm ơn. Cho em về Hồng Kông với anh đi. Mình vĩnh viễn là bạn bè mà. Anh đừng lo, em không làm phiền anh đâu. Cũng như anh có nói, chỉ cần em gật đầu, bọn đàn ông sẽ xếp hàng mà. Không những vậy, tới phi trường Bangkok đó. Ê anh nè, là ai Dũng giết chết Kim lão đại? Thì ra hắn là tên phản nghịch hả? Anh thấy lần này qua bên Thái mọi việc như có người ăn bài vậy. Ý của anh là dù sao đi nữa, xã Lưu Minh chỉ anh là chết thôi. À nè, em có thứ này phải trả lại cho anh, nhưng lại sợ làm anh đau lòng. Nhưng dù sao phải trả lại cho anh. Cái gì? Anh có còn nhớ hồi ở Hồng Kông em có đem một cuộn phim của anh đi rửa? Kim lão đại đã chết rồi, bây giờ ở bên Thái. Gà này chết, gà kia gà, sẽ có một kim lão đại khác mà. Vậy người đó là La Dũng đó. Lần này anh đã trả thù rồi trở về. Nhưng mà sở lưu mình đã chết rồi. Anh phải biết đã qua bệnh thì khó đoán sống chết mà. Nếu mà nó chết với kế hoạch của người ta thì là chết. Ủa xong rồi, anh nói gà này chết, gà kia gà, vậy ở Hồng Kông tôi đừng bị chết rồi. Ai người gây ra nhất? Nhất định có người mà. À, 10 giờ sáng mai anh tới biết cô nha. Được, tôi sẽ tới. Anh có còn nhớ lúc mình còn nhỏ thích nghe nhất là bản nhạc này không? 10 năm rồi hả? Hơn 15 năm. Tính từ mình 14, 15 tuổi. Thời gian thì phải qua quá mau, nhưng đời khó dự đoán. Anh đâu biết được Tô Đường làm bị chết. Tôi đành phải tiếp quản lại chỗ này. Gà kia chết, gà kia gáy. Quả nhiên người trở ra lại nợ. Anh đã rời giang hồ đã bấy lâu, tại sao quay? Tôi chưa cảm ơn anh. Chính anh đã lấy lại chỗ này cho tôi mà. Mình là anh em, tại sao phải nói cảm ơn chứ? Cần chứ. Anh hẹn tôi tới đây, nó là chuyện gì quan trọng nói với tôi? Là chuyện này sao? Chuyện đời thiệt là khó đoán. Anh không nhanh hơn tôi đâu. Trước khi tôi tới đây, tôi vẫn chưa biết phải xử sao. Nếu anh không phải muốn đối phó tôi không nghĩ tới việc giết anh đâu. Anh em tôi muốn trả thù cho tôi được. Mà lâu! Giết chết tôi được hả? Giết chết Kim lão đại hả? Trong tay anh kế hoạch. Còn nữa, cấu kết với là ai vậy? Cũng là anh. Sao? Tôi cứ coi anh là bạn,
Tôi không hề nghi ngờ anh. Nhưng mà anh không may, tôi tìm được tấm ảnh mà Khung Linh đã chụp ở đây. Tấm hình đó giờ anh đã ngồi ghế tôi được. Chuyện này cũng sáng với anh ngày rồi. Xong anh giết chết vợ tôi, lợi dụng tôi đi giết Kim Lỗ Đài và tôi được, hại chết trở luôn mình. Bây giờ đòi giết cả tôi. Tại sao? Tại sao? Tôi không có lợi dụng anh, chỉ nên tự đồ qua hết trả thù thôi. Hả? Chỗ này giống như của ma tôi. Giờ ma tôi bị chết, người đi hết, tôi còn gì? Tôi không còn gì hết. Cho nên tôi chờ cơ hội. Sao đi nữa, anh cũng đừng giết con Linh mà. Tôi đâu có ngờ được chị Linh thấy tôi đi chung với mình. Chẳng nghĩ là giết con Linh, chẳng muốn giết luôn tôi hả? Lúc đó tôi đã không thể để ai ngăn cản tôi lấy lại đồ của tôi. Anh muốn làm gì thì làm đi. Tôi vĩnh viễn không mặc. Tôi vĩnh viễn không nợ lòng. Chúng ta giết anh em của tôi đi. Thank you.